Xin chào quý khán giả đang đến với bản tin địa phương huyện Châu Thành của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả cùng điểm qua những tin chính. Châu Thành tổ chức giải bóng đá mini tứ hùng. Thăm và chúc mừng ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam chiều ngày 27 tháng 3, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành tổ chức giải bóng đá mini tứ hùng năm 2024. Đến tham dự lễ khai mạc có ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh. Tham gia giải thi đấu có 4 đội bóng, gồm hai đội bóng đến từ 15 xã thị trấn, một đội bóng các cơ quan đơn vị huyện và một đội bóng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện. Các đội bóng được chia thành hai cặp thi đấu, mỗi hiệp thi đấu diễn ra trong 15 phút. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng các cơ quan đơn vị huyện, giải nhì thuộc về đội bóng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện và hai giải ba thuộc về hai đội bóng của 15 xã thị trấn. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Sáng ngày 27 tháng 3 tại xã Thành Long, Trung tá Phạm Văn Quốc, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành cùng lãnh đạo các phòng ban ngành huyện đã đến thăm và tặng quà cho lực lượng dân quân thường trực 15 xã thị trấn và chính chốt dân quân đóng trên địa bàn huyện tại đây đoàn đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng đến các cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ đồng thời mong muốn trong thời gian tới các cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ sẽ không ngừng phát huy truyền thống tích cực trong lao động sản xuất phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc Dịp này, thay mặt cho lãnh đạo huyện, đoàn đã gửi tặng mỗi đơn vị một phần quà nhằm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo huyện đối với lực lượng dân quân tự vệ. Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông huyện Châu Thành, trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã tổ chức 2.821 ca tuần tra với hơn 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính hơn 3.300 trường hợp ra quyết định xử phạt 2.710 trường hợp với số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 497 tổ tuần tra kiểm soát với hơn 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện lập biên bản 291 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 189 trường hợp với số tiền hơn 500 triệu đồng. Tình hình tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ, làm chết 3 người, bị thương 10 người. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành đã thực hiện triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn một cách đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội Châu Thành phối hợp với Ủy ban nhân dân xã hội đoàn thể nhận ủy thác giải ngân cho vay các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay gần 40 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 29 tháng 3 năm 2024 đạt trên 553 tỷ đồng, đạt 99,55% kế hoạch, tăng trên 6 tỷ đồng so với đầu năm. Một số chương trình tín dụng giải ngân đạt 100% kế hoạch giao như cho vay hộ cận nghèo, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, cho vay giải quyết việc làm về công tác huy động vốn, tổng nguồn vốn huy động đến ngày 29 tháng 3 năm 2024 trừ trên 69 tỷ đồng, tăng 436 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, huy động qua dân cư, tổ chức tăng 250 triệu đồng, huy động qua tổ tiết kiệm vay vốn tăng 187 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 đã phân khai chi tiết được trên 187 tỷ đồng, đạt 79,5% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết quý 1 năm 2024 được trên 72 tỷ đồng, đạt 30,6% kế hoạch vốn. Ước giá trị khối lượng thực hiện đến hết quý 1 năm 2024 là trên 67 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch vốn. Công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt quyết toán trong quý 1 được 41 dự án. Tổng số dự án đã giao quyết định phê duyệt qua kho bạc 51 dự án. Năm 2023 là 41 dự án, năm 2024 là 10 dự án. Kho bạc đã tất toán một dự án, còn 50 dự án chưa tất toán. Đã bố trí đủ vốn cho 50 dự án trong tháng 1 năm 2024. Chủ đầu tư đang lập thủ tục tất toán trong tháng 3 năm 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Châu Thành hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 55 phút vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.